ơi, hình khác này, hình khác này. Người tiền sử người ta sống ở những cái hang này, và người ta khắc những cái hình lên vách hang của họ này. Sau đó các nhà khảo cổ học mang về đây cho chúng ta tham quan thấy này. Chẳng biết chỗ này. Có ai biết chỗ gì không? Không. Ai biết? Mình chỉ có ai kêu mua cực. Cô bảo này, đúng rồi, cô thử nhá. Cô thử xem ai kêu mua cực của các bạn đi thế nào nhá. Nhờ một mẹ chụp cái này cho cô ra. Chụp lên xong rồi chuyển tất cả cho các con ở đây. Và các con về thử giải thích cho cô Giang xem đây là hình gì. Bởi vì đến bây giờ các nhà khảo cổ học cũng vẫn tranh cãi nhau nhiều lắm. Đây là hình khủng long hay sao ý? Uầy, đấy bạn này nhìn ra con này là con khủng long. Cô Giang nhìn với đây như là một con hươu ấy. Hươu. Wow, con hươu. Ở đây ai sẽ là người có IQ vô cực nhỉ? Về nhà đây là một chiếc mặt, chẳng có ai cả. Đây là một chiếc mặt. Đây là một chiếc mặt. Đây là chẳng là khó lắm rồi. Đây con cái này. Nào, đây hình này, hình gì? Hình mặt người. Đây mà là hình mặt người á. Đây là hình một cái thú. Mũi này mũi con gì? Mũi con lợn. Nhưng mà ở dưới đây nó lại có sâu này. Con lợn có sâu không nhỉ? Con dê. Tại sao con dê rồi? Con này có cái sừng đấy này, có phải sừng không? Có phải sừng không? Thì người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh. Những con vật mà do họ tưởng tượng ra. Sau đó thì họ khắc vào trong cái hang động của họ ấy. Thì họ cầu mong may mắn cho họ. Và đây có thể là con vật tổ của một bộ tộc cụ lạc làm đó. Bạn nhé. Đó. Thì cái này dễ dàng giải thích rồi, có khả năng là như vậy rồi. Nhưng hai hình này cô Giang vẫn chịu. Bây giờ ai IQ vô cực giúp cô Giang giải mã cái này cái.